Chào các bạn. Theo các bạn, đây là cái gì? Đây chính là cái chốt lồng. Và ngày hôm nay Hưng xin chia sẻ tới các bạn một câu chuyện rất là thú vị liên quan tới chiếc cái chốt lồng này. Và ngay sau đây là câu chuyện thứ nhất. Tại sao lại bị thế? Ơ kìa, sao ông tắt đi rồi? Đâu tắt đâu. Ơ kìa. Đang chạy mà. Và giờ đó chính là câu chuyện thứ hai. Vâng, vừa rồi các bạn đã trải nghiệm hai video clip về chiếc máy giặt. Các bạn có thấy sự khác biệt không ạ? Ở chiếc máy giặt thứ nhất, nó chạy rất là rung, trong khi chiếc máy giặt thứ hai chạy rất là êm. Và bí mật nằm ở trong chính là cái chiếc chốt lồng này. Khi mà chúng ta tháo chốt lồng ra để cho máy giặt chạy thì máy giặt sẽ chạy rất là êm, giống như chiếc máy giặt thứ hai. Còn nếu như chúng ta để nguyên cả cái chốt lồng thì nó sẽ chạy rất là rung, giống như chiếc máy giặt thứ nhất. Vậy kết luận ở đây là gì? Hãy tháo chốt lồng, sau đó chúng ta mới cho máy giặt hoạt động. Cảm ơn các bạn rất nhiều.